Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão, thầy được đủ duyên về chùa Hòa Phú trước và thăm quý thầy, quý ni trưởng, ni sư, sư cô, đồng thời cũng thăm các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, thăm toàn thể quý nam nữ Phật tử nhân dịp đầu năm mới Quý Mão. Kính chúc quý thầy, quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, quý vị lãnh đạo chính quyền cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử cùng gia quyến luôn an vui, hạnh phúc, mọi sự đều được các từ như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Xin lỗi quý Phật tử là vì mấy ngày nay thầy đi thì cũng nói hơi nhiều, cho nên là bữa nay cái giọng nó hơi bị khàn, mong quý vị cũng hoan hỷ. Đã lâu lắm rồi, trước dịch Covid-19 thầy chưa có dịp trở ra miền Bắc để thăm quý thầy cũng như là quý Phật tử. Tiếp đến là Covid-19 từ năm 2019 cho đến 2022 thầy cũng không có đi đâu hết. Và cũng rất là may mắn là trong cái đại dịch Covid-19 chúng ta hôm nay còn có mặt ở đây. Có nghĩa là cái bà cô và cô Corona và không có duyên với mình. Nếu bà có duyên với mình thì chắc bà rước mình đi rồi. Do không có duyên với mình cho nên là mình vẫn còn có mặt ở trên cuộc đời này và còn được gặp nhau. Đây là điều rất là hạnh phúc. Và cũng xin chúc mừng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt hôm nay là những người mà bà cô Rona này đã chê rồi. Nhờ cái bà Corona chê cho nên chúng ta vẫn còn và chúng ta vẫn được hạnh phúc sống bên nhau và còn được thấy mặt nhau ngày hôm nay. Xin thưa với quý vị, trong kinh Tương Ưng Bộ có một câu chuyện. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Phật. Đức Phật có hỏi vua Ba Tư Nặc: thưa đại vương, vì sao đại vương lại đến đây vào lúc giữa trưa nắng nóng như thế này? Đại vương đi từ đâu đến? Vua Ba Tư Nặc trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con vừa đi đến nhà một ông trưởng giả rất giàu có, vừa mới mất, không có người thân, cho nên con đến để thu tài sản xung vào công quỹ. Bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả này rất giàu có, rất nhiều tiền, thế nhưng ông cũng rất là keo kiết, ông không dám ăn, không dám xài, không làm bất cứ một việc gì có lợi ích cho mình và cho mọi người. Làm được bao nhiêu tiền của thì ông chỉ biết là tích chứa và ông xem đó là một điều hạnh phúc và cho rằng những cái của cải này mình làm ra mình sẽ đem đi được qua thế giới bên kia. Thế nhưng cuối cùng thì ông ra đi với hai bàn tay trắng. Đức Phật nói: đúng rồi,
Một người mà có tài sản rất nhiều, nếu không có tâm đạo, không biết tiêu xài, thì không có lợi ích gì cho bản thân, không có lợi ích gì cho người thân, không có lợi ích gì cho xã hội, không có lợi ích gì cho đất nước. Và cuối cùng, bao nhiêu công lao, bao nhiêu tâm huyết cả một đời xung vào công quỹ của nhà nước, hoặc bị nước trôi, hoặc bị lửa cháy, hoặc bị trộm cướp, hoặc bị những người con thừa tự thù nghịch phá hoại. Qua câu chuyện này trong kinh Tương Ưng Bộ, chúng ta thấy một ông trưởng giả rất là giàu có, tiền của rất là nhiều, thế nhưng ông ta không dám ăn, không dám xài, cuối cùng chết cũng không đem theo được, và cũng không làm lợi ích gì cho người thân, cho xã hội, hoặc không có cúng dường cho các vị sa môn, hoặc là giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì quý vị suy nghĩ xem, nếu mà một người có rất là nhiều tiền như vậy, không biết xài, thì cũng không có đem lại lợi ích gì cho mình và cho mọi người. Khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, chỉ có hai bàn tay trắng thôi, không có gì hết. Và cả đời mình làm ra được tiền, thì tiền đó cũng chỉ là tạm thời thôi, chứ cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể đem đi được. Đức Phật dạy chỉ có bậc chân nhân thì mới biết sử dụng cái đồng tiền đó xứng đáng. Còn nếu mà không phải bậc chân nhân đó, thì mình không biết sử dụng cái đồng tiền đó. Và cả đời mình làm ra khổ cực, và cuối cùng thì cũng rơi vào năm nhà, là nhà nước tịch thu, nước trôi, lửa cháy, trộm cướp và những người con phá tán. Bây giờ quý vị cứ thử nghĩ xem, đồng tiền mình làm ra thì mình hưởng thụ, mình xài một phần, một phần thì mình để nuôi con cái, và một phần nữa thì mình phải biết tạo cái phước, thì cái đồng tiền đó nó sẽ có giá trị và bền vững mãi mãi, không những ở đời này và cả những đời sau. Còn quý vị làm tiền nhiều quá, thực sự xin thưa với quý Phật tử, có nhiều người nhiều tiền lắm nhưng mà họ không biết làm gì hết, rồi cuối cùng thì sao? Chết. Mà chết thì sao? Cũng bỏ lại. Mà có nhiều người chết á, tiếc quá thì thành gì? Thành ma giữ của. Tiếc quá mình không siêu thoát được thì thành ma giữ của. Có câu chuyện thời Đức Phật, ông này rất là giàu có, của cải ông chôn ở dưới cái gầm giường á, mà con cái thì không ai biết hết. Đến khi ông chết á, quý vị biết ông làm con gì không? Đúng rồi, làm con chó. Ông đầu thai làm con chó để ông giữ cái của đó. Một hôm á, Đức Phật đi ngang, con chó nó sủa. Đức Phật nói vài câu, tự nhiên cái con chó từ đó trở đi nó không ăn uống. Người chủ về thấy con chó của mình không có ăn uống, buồn rầu, hỏi gia nhân. Thì lúc đó gia nhân mới nói rằng là hồi sáng nay có ông sa môn Cù Đàm đi ngang đây, con chó nó sủa mà không biết ông nói cái gì đó, nó buồn, nó không ăn nữa. Gia chủ này giận quá, không biết cái ông sa môn Cù Đàm phải nói cái gì mà con chó mình nó không ăn, nó buồn như vậy. Thế là ông ta đến hỏi Đức Phật. Đức Phật nói thôi, tôi không có nói đâu, nói cái việc này ra cũng không có hay. Cái ông cứ năn nỉ Đức Phật, Đức Phật nói xem cái chuyện này như thế nào.
Cuối cùng thì Đức Phật nói cái con chó này là cha của anh đó, ngày xưa đó là vì tiếc của cho nên đầu thai làm con chó giữ của. Thì ông giận lên nói làm gì có chuyện đó, cha tôi là sống rất là tốt, làm điều tốt mà sao lại chết làm con chó. Đức Phật nói ông không tin hả, cứ về về hỏi nó coi là của cha hồi trước còn sống để chỗ nào, nó sẽ chỉ cho ông. Thế ông về mới hỏi con chó, thì con chó nó mới đến cái gầm giường á, nó cứ lấy hai chân nó cào 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 cào, thế là con mới đào ra thì thấy nguyên một cái gia tài chôn ở dưới cái chỗ gầm giường đó. Thì quý vị thấy không, nếu mình sống á mà không biết sử dụng đồng tiền để nhiều quá, khi chết thì sao? Tiếc tiếc của, tiếc của, bởi vì mình nghĩ rằng làm mồ hôi nước mắt cả đời mình, bây giờ chết không đem đi được thì tiếc. Tiếc thì đầu thai làm chó để giữ của, còn không đầu thai làm chó thì làm gì? Làm ma giữ của, cứ quanh quẩn ở đó để giữ cái của thôi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu chúng ta làm ra được tiền bạc, tài sản thì mình phải biết sử dụng. Thứ nhất là cho bản thân mình. Thứ hai là nuôi con cái mình ăn học thành tài và để cho nó một số thừa tự sau này, và một phần để làm việc lợi ích cho mọi người như là bố thí, cúng dường. Và chính cái việc này mới là quan trọng, giữ được tài sản và đem tài sản đi. Còn ngoài ra là chúng ta không thể đem đi được. Quý vị có thấy nhiều người chết đó, ở trong Nam hồi xưa đó, là khi có những người chết người ta bỏ vào ở trong miệng của người chết đó, là một cái nhẫn vàng, một chỉ. Sau 5 năm, 10 năm đào lên, còn hay mất? Còn hay mất? Còn. Rõ ràng là họ đâu có đem đi được. Bỏ vô miệng rồi nhưng mà cũng không đem đi được. Khi đào lên là chỉ còn xương, còn cát, còn đất thôi. Nhưng mà vàng thì còn nguyên. Bởi vì vàng á, không bao giờ nó hư hoại được. Như vậy để cho quý vị thấy rõ rằng là chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi thì cũng trắng tay. Người ta nói nếu mình chết mà trắng tay á là tốt đó quý vị. Sợ là chết mà gì? Đen tay. Trắng tay có nghĩa là mình không có làm điều ác. Còn đen tay là gì? Là làm điều ác. Chết đi mà đen tay mới là nguy. Bởi vì Đức Phật dạy khi mình sống làm điều gì, thiện hay ác, chết thì chúng ta đem theo cái phước hay là cái tội. Nhớ chưa? Chết chúng ta chỉ đem theo cái phước và cái tội. Chứ mình đâu đem theo chồng, đâu đem theo vợ, đâu có đem theo con, đâu có đem theo tiền, đâu có đem theo nhà, đâu có đem theo ruộng. Nói chung tất cả những gì vật chất ở trên cuộc đời này chúng ta khi nhắm mắt đều không đem theo được. Đúng không quý vị? Quý vị có xác nhận điều này không? Rõ ràng như vậy, đúng không ạ? Không ai đem theo bất cứ một cái gì. Dù người thân của mình, dù những của cải mà mình cố gắng giữ gìn từ bé cho đến khi già cũng không đem theo được. Đem theo được cái gì? Đây là câu hỏi quý vị cần phải có lời đáp. Đem theo cái gì?
Đúng rồi, đem theo cái tội và cái phước. Và trong đạo Phật là đem theo cái nghiệp. Quý vị nhớ nghe cái nghiệp. Nghiệp là gì? Là những hành động chúng ta tạo tác ở trên cuộc đời này. Nếu mình hàng ngày có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, thì đó là chúng ta tạo nghiệp tốt. Nếu hàng ngày chúng ta có ý nghĩ xấu, lời nói xấu và việc làm xấu, là chúng ta đang tạo cái nghiệp xấu. Khi chết chúng ta đem theo cái nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Nói cách khác là đem theo cái tội và cái phước. Chứ không ai đem theo bất cứ cái gì. Thân của mình khi sống mình cứ nghĩ rằng nó là thật. Nhưng xin thưa với quý vị, thân của mình nó cũng chỉ là đồ lắp ráp thôi. Là đồ lắp ráp. Cũng giống như chiếc xe đạp, nó lắp ráp từng cái bộ phận trở thành một chiếc xe đạp. Bây giờ mình tháo ra hết còn chiếc xe đạp không? Không. Chúng ta nhìn cây chuối được kết hợp bởi rất nhiều bẹ chuối. Bây giờ chúng ta tháo hết các bẹ chuối ra thì còn cây chuối không? Không. Cũng như vậy, thân của chúng ta ở đây, Đức Phật dạy là do gì? Đất gì nữa? Nước, gió, lửa hợp thành. Đất là gì? Là thịt, là xương của mình nè. Đúng chưa? Khi chết có phải thịt xương mình ra đất không? Nước là gì? Là máu. Gió là gì? Hơi thở. Lửa là gì? Hơi nóng. Đúng không? Bây giờ mình bỏ đất ra một chỗ, bỏ nước ra một chỗ, bỏ gió ra một chỗ, bỏ lửa ra một chỗ, thì còn cái thân này không? Không. Không có cái thân này. Thân này thì không phải là mình. Chồng không phải là của mình. Vợ không phải là của mình. Con cũng không phải là của mình. Tài sản cũng không phải là của mình. Đức Phật dạy là ta còn không có, huống chi là con ta hay tài sản ta. Thân mình còn thực ra là không có. Nó chỉ là tạm thời vay mượn thôi. Một ngày nào đó thì nó cũng trả về với đất, nước, gió, lửa. Hay chúng ta thường nghe những câu ca là thân cát bụi thì sẽ trở về cát bụi. Thân cát bụi trở về cát bụi thôi. Vậy thì mình đem theo cái gì? Ở đây quý vị phải đặt ra câu hỏi, sau khi mình từ giả có đời này ra, mình đem theo cái gì? Mình phải đầu tư vào cái đó để trong tương lai mình đem đi. Còn tất cả những thứ mà chúng ta thấy ở trên cuộc đời này không ai đem đi được hết. Mình phải hiểu được điều đó để mình cố gắng làm gì? Làm điều thiện, ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt. Mỗi một ngày chúng ta đều nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, thì chúng ta đã tích chứa được một cái phước báo, cái thiện nghiệp. Ngày này chúng ta tích chứa được một giọt, giống như cái ly nước này. Chúng ta muốn đầy, giờ chỉ nhỏ chừng một giọt thôi. Mà cứ nhỏ hoài đầy không? Đầy. Cứ từng giọt, từng giọt, từng giọt nhỏ. Một ngày nào nó cũng đầy ly nước thôi. Cũng như thế, khi quý vị hàng ngày ý nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, đó là chúng ta tạo được một cái phước, một cái thiện nghiệp. Và như vậy, một ngày, rồi một tháng, rồi một năm, một đời của mình làm những điều thiện, nói những lời tốt, nghĩ những điều tốt, thì chúng ta tích chứa được cái phước, tích chứa được cái thiện nghiệp. Và cái phước, cái thiện nghiệp đó sẽ theo quý vị từ đời này qua đời khác. Cái đó mới chính là những thứ mà quý vị cần phải quan tâm, cần phải đầu tư
Còn những thứ mà ở trên thế gian này, xin thưa quý vị, thì đều là giả hết. Chúng ta phải hiểu được điều này để mình sống như thế nào đó, đừng có rơi vào tham. Nếu chúng ta không biết dừng thì coi chừng. Tham mà không biết dừng thì coi chừng đi đâu? Vô nhà tù. Quý vị cứ đọc báo không biết à? Thầy không nói. Nói ra thì cũng không hay, đúng không? Cứ đọc báo để biết là cứ ông này tham, ông kia tham, rốt cuộc thì đi đâu? Vô tù. Tham phải biết dừng đi. Bởi vì cái đồng tiền nó là giả. Vì cái đồng tiền giả đó mà mình bị vô tù thì uổng cả một đời. Có nhiều người vì cái lòng tham mà gì? Chết, bị tử hình. Ăn nhiều quá, tham dũng nhiều quá thì chết thôi, ở tù thôi. Bất kể người nào cũng vậy thôi. Đối với pháp luật thì không có cái chuyện là ông lớn, ông nhỏ gì hết á. Bởi vì pháp luật là bình đẳng, nhân quả là bình đẳng. Khi chúng ta gieo nhân thì sao? Thì phải chịu cái quả đó. Bây giờ quý vị gieo cái hạt ớt thì ăn gì? Ăn trái ớt. Quý vị gieo hạt mít thì ăn cái gì? Ăn mít. Quý vị gieo hạt chanh thì ăn gì? Ăn chanh. Quý vị gieo hạt khổ qua thì ăn gì? Khổ qua. Như vậy thì mình gieo ớt thì ăn cay. Gieo hạt mít thì ăn ngọt. Gieo hạt chanh thì ăn chua. Gieo hạt khổ qua thì ăn đắng. Như vậy mình gieo cái nhân gì thì gặt cái quả đó. Đó là nhân quả. Mà nhân quả thì công bằng, không có thiên vị người nào hết á. Nhân quả công bằng, cũng giống như pháp luật là công bằng, không có thiên vị ông nào hết á. Ông nào phạm luật đều bị bắt, bị ở tù hết. Chứ không phải là ông làm to mà ông không bị bắt, không ở tù. Vì cái đó là nhân quả mà, pháp luật quy định mà. Nếu mà anh làm sai thì anh vẫn bị bắt, bị tù như thường. Mà nguyên nhân gì mà chúng ta bị bắt, bị tù là do tham. Cái lòng tham của mình nó quá đi. Mình không kềm chế được. Được một thì muốn mười. Được mười thì muốn trăm. Được trăm thì muốn ngàn. Được ngàn thì muốn triệu. Rồi được triệu thì muốn trăm triệu. Vì cái lòng tham không gì không đáy. Cái lòng tham không đáy. Cho nên là đẩy mình đến con đường tội lỗi. Rốt cuộc thì có nhiều người thầy thấy cả một đời là rất tốt, rất là có công với đất nước, nhưng mà cuối cùng vì lòng tham mà mất đi danh dự, mất đi tiếng tăm, và lại đi vào tù, thấy uổng không? Mà khi họ nhận thức ra rồi thì tiền nó có cứu mình được không? Cứu được không? Không. Trước đây á, có một câu chuyện là cái anh này anh hay vào chùa, nhưng mà chưa phải là Phật tử, đến chùa thường xuyên giúp đỡ cho các thầy trong chùa. Một hôm á, anh ta thiếu nợ, mùa màng thất bát, cho nên anh ta mới đến chùa mượn vị thầy đó tiền. Nhưng mà vị thầy đó nói là giờ chùa không có tiền, mà tiền thì của Tam Bảo thì cũng không dám lấy. Do vậy mà anh ta khởi cái lòng tham, muốn chiếm đoạt. Thế là tối hôm đó anh ta lẻn vào chùa, bởi vì anh ta ở trong chùa lâu rồi, biết đường đi nước bước hết rồi. Khi anh ta đi vào, anh ta tìm hiểu rất kỹ là tối hôm đó đó là có một mình ông thầy trụ trì ở chùa thôi. Bình thường thì có hai thầy trò. Thì ông đệ tử tối hôm đó lại đi lên thành phố có việc, cho nên chỉ còn có một mình ông thầy trụ trì ở chùa. Thế là
anh ta mới lẻn vào chùa, dự định là để ăn cắp thôi, lấy tiền của ông thầy thôi. Xui sao là hôm đó khi cái vị thầy đệ tử này đi vắng thì là nhờ hai mẹ con của Phật tử đến chùa đó nghỉ lại để trông nom giùm, giúp đỡ cho chùa. Lúc mà ban đêm sợ nhiều khi ông thầy ổng có bị ốm đau hay là bị có cái gì bất trắc thì cũng có hai mẹ con của cái bà này. Thế là anh này không có biết là có hai mẹ con của bà này đang ở trong chùa, cho nên anh ta mới đi vào thì bất chợt là có tiếng động. Thì cái người con gái mới thấy vậy, vừa ra mở cổng thì anh này lúc đó sợ quá rồi, nên vớ được cái cây là đập luôn, đập lên đầu cô gái này, rồi thế là nằm bất tỉnh. Thế bà mẹ thấy nghe ồn ào la lối gì cái mới chạy ra. Chạy ra thì anh này anh đập tiếp luôn, thế là bà nằm bất tỉnh luôn. Thì anh cứ tưởng là hai người này chết hết rồi. Thì khi hai người này bị đập á, thì tất nhiên là cũng la. Ông thầy lúc đó ông nằm trên cái võng, ông ngủ, ông nghe la. Vừa ngóc đầu dậy thì anh ta đi tới cây phang luôn lên đầu. Thế là ông thầy chết và người con gái chết. Trong khi đó bà mẹ của cái cô gái này thì chưa chết. Thì sáng hôm sau có những Phật tử đi đến chùa, sao thấy chùa im quá, không biết ông thầy trụ trì hay là mấy người trong chùa như thế nào mà sao im lìm. Thế là họ mới đi vào thì thấy ba người nằm. Cái bà kia thì còn rên rên được, còn hai người kia chết rồi. Con gái với ông thầy chết rồi. Thế là đi báo công an đến. Cuối cùng điều tra ra là cái anh này thường xuyên đến chùa. Vì cái gì quý vị? Vì lòng tham. Đến khi anh ta bị bắt thì những cái số tiền đó sao? Tịch thu, đúng không? Tịch thu lại hết. Như vậy đúng là con người ta đó, vì tham quá mà không còn gì, không còn sáng suốt, không nghĩ được cái điều hay lẽ phải và những cái hậu quả của nó, mà chỉ biết gì, chỉ biết hành động làm sao lấy được tiền mà không nghĩ đến cái hậu quả. Bây giờ cuối cùng thì sao? Bị bắt. Và bị bắt thì tài sản tịch thu lại hết tất cả. Cuối cùng đi cướp được một số tiền mà cũng không xài được. Quý vị thấy chưa? Cướp một số tiền mà không xài được, mà còn gì nữa? Giết mất hai mạng người. Và bản án cho cái anh này là gì? Tử hình. Quý vị thấy chưa? Tiền ăn cướp không xài được, giết hết hai mạng người, cuối cùng mình cũng chết. Tất cả vì cái gì? Lòng tham. Lòng tham không đáy. Khi người ta tham lên rồi thì không còn sáng suốt. Xin thưa với quý vị, cái đồng tiền nó làm mờ mắt người ta rồi, đồng tiền làm mờ cái lý trí của người ta rồi, cho nên không còn đủ sáng suốt để nghĩ đến cái hậu quả. Thầy ngồi suy nghĩ, ồ, như vậy rõ ràng là rốt cuộc tưởng đi ăn cướp được tiền được xài, mà có nhiều người thì ăn cướp còn được hưởng thụ được xài trong một ngày hay là 10 ngày hay là tháng thì bị công an bắt thì mới tịch thu. Còn lần này ông này mới vừa ăn cướp giết người, vài ngày hôm sau là bị tịch thu rồi, không được hưởng, không được xài một đồng nào trong đó hết. Và cuối cùng thì sao? Nhận bản án tử hình. Đức Phật dạy tham
thì làm mờ cái lý trí. Thường tham á, nó dẫn đến si. Mà tham không được thì sẽ làm sao? Sân. Rồi, hay lắm. Đức Phật nói tham, sân, si, ba thứ này gọi là tam độc. Nó hại con người ta, nó giết con người ta mà không biết. Mình tham không được thì sân. Mà khi tham quá thì si. Thấy chưa? Tham quá thì si. Mà tham không được thì sân. Tham được thì sân. Mà sân lên á thì người ta sẽ không còn sáng suốt nữa, thành ra si mê. Mà từ si mê đó sẽ dẫn đến hành động liều lĩnh. Có nhiều người thực ra họ không phải là kẻ giết người, nhưng mà tới đường cùng rồi họ hành động. Họ không còn sáng suốt nữa rồi, rơi vào cái thế kẹt rồi. Bây giờ vào trong cái trường hợp đó thì ông tự nhiên là phải giết thôi, chứ còn không cách nào nữa hết. Cho nên chúng ta phải hiểu được, khi mình sống trên cuộc đời này đó, tất nhiên ai cũng tham, ai cũng sân, ai cũng si. Mình biết tu á thì mình bớt tham đi, bớt sân đi, bớt si đi, thì cuộc đời của mình sẽ an lạc hạnh phúc. Còn ai mà tham quá đó, sân quá, si quá đó, là cuộc đời của mình đau khổ, tội lỗi, xa đọa. Tiền mình ai trả ham? Ở đây có ai không tham tiền không? Có ai không tham tiền không? Ai cũng tham tiền hết á. Chắc chắn là như vậy. 10 người hết 11 người tham rồi. Không ai không tham tiền. Nhưng mà mình biết dừng. Mình tham tiền, nhưng mà cái đồng tiền đó mình làm ra. Đúng chưa? Mình làm ra. Đem trí tuệ, công sức, mồ hôi, nước mắt mình làm ra đồng tiền đó. Mình cũng tham đó, nhưng mà đồng tiền đó là đồng tiền chân, chân chính. Còn mình tham mà đi lừa đảo, đi ăn cướp, thì đồng tiền đó là đồng tiền bất chính. Của làm ra để trong nhà. Còn của mà cờ bạc, của tham nhũng đó là của phù vân, không có chắc. Tiền mình làm ra cũng có chắc không? Cũng chưa chắc nữa, đúng không? Tiền mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt cũng chưa chắc nữa, chứ đừng có nói là tiền lừa đảo, tiền tham nhũng, tiền cướp của người ta. Ăn không có lâu đâu quý vị. Đời mình ăn á thì có thể đợi đời con, đời cháu mình nó trả. Quý vị làm cha làm mẹ có thương con á, thì phải cố gắng tu nhân tích đức, phải làm những cái điều tốt để cho con của mình. Nếu mình tham quá đó, rồi đi lừa đảo người ta, đi ăn cướp, làm những điều bất chính để có đồng tiền đó, thì không có bền đâu quý vị. Không có bền đâu. Có nhiều gia đình chúng ta thấy rõ, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu vẫn dù nghênh ngang. Nhiều người á làm những điều bất chính, kiếm ra rất là nhiều tiền, nhưng mà tới đời con thì tiêu hết. Tiêu hết. Và nó còn đi vào con đường gì nữa? Sa đọa tội lỗi. Quý vị là Phật tử đó, mình phải biết tu. Tu có nghĩa là sửa. Và mình hạn chế dần dần cái tham, cái sân, cái si của mình. Mình phải thấy được cái tác hại. Đức Phật nói ba cái thứ này là tam độc mà. Nó độc lắm. Nó hại mình. Đôi khi mình không biết. Rồi mình cứ lao vào cái con đường tham sân si đó. Rồi cuối cùng á, là dẫn đến đau khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Bây giờ quý vị làm một cái điều gì đó bất chính, khi việc đó bại lộ thì con của mình, cháu của mình nó có tủi nhục, nó có đau khổ không? Có không? Có chứ. Bây giờ tự nhiên ở trên báo đăng là ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đó là ăn cướp hay là hối lộ hay là tham nhũng gì đó, rồi bị bắt, bị ở tù,
Thì bây giờ con cháu đặt cái tên đó vui hay là buồn? Buồn chứ. Không những buồn mà nó còn cảm thấy nó nhục nhã. Nó nhục nhã. Bởi vì nó có người ông, người cha mà làm như vậy. Rồi nó gặp bạn bè thì nó đâu có dám nhìn nữa. Không dám nhìn. Bạn bè nó nhìn nó bằng cặp mắt khinh khi, nói ở đó cha mày nó đi ăn cướp hoặc là cha mày đi tham nhũng đó. Của dân, của nước. Trong lúc đại dịch Covid-19 người ta khổ muốn chết, lại làm những cái chuyện vô lương tâm. Để đến bây giờ thì bị bắt, ở tù. Thì như vậy rõ ràng là đâu có đẹp gì đâu. Mà đồng tiền đó quý vị thấy không, ăn cũng không có trôi. Không có trôi. Và nhân quả rất là rõ ràng quý vị. Nhân quả rất là rõ ràng. Cho nên qua cái câu chuyện của ông trưởng giả rất giàu có, nhưng mà ông ta không biết xài. Không biết xài tiền. Cứ giữ đó, cất đó. Rồi cuối cùng chết thì không đem theo được, xung vào công quỹ của nhà nước hết. Không có làm lợi ích gì cho bản thân mình, cho người thân của mình. Chúng ta làm ra tiền để xài chứ không phải làm ra tiền để cất. Quý vị càng xài thì nó càng có. Mình làm đúng thì cái đó nó đẻ ra tiền. Cái phước khi mình có rồi tự nhiên nó đẻ ra tiền quý vị. Còn nếu mà quý vị không biết làm phước á, hết rồi thì sẽ không còn nữa. Bây giờ quý vị có một thửa ruộng đúng không? Tháng này quý vị gieo cấy thì 3 tháng sau có lúa đúng không? 3 tháng sau có lúa. Rồi quý vị ăn hết cái đợt lúa này rồi quý vị không gieo không cấy nữa thì 3 tháng sau có nữa không? Hết rồi. Ăn hết rồi. Cái phước cũng vậy đó. Khi quý vị biết tu, biết làm phước, quý vị sẽ hưởng. Mà nếu hưởng quý vị tiếp tục làm thì chúng ta sẽ hưởng tiếp. Còn không làm nữa thì hết. Rõ ràng như vậy thôi. Còn làm thì còn có. Khi chúng ta gieo một hạt lúa xuống thì nó lên một cây, phải không? Lên một cây lúa. Mà một cây lúa nó ra bao nhiêu? Rất nhiều hạt lúa. Thấy chưa? Quý vị biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước cũng giống như là chúng ta gieo một cái hạt lúa xuống. Và trong tương lai chúng ta sẽ có được một cái bông lúa. Mà một bông lúa đó có rất nhiều hạt lúa. Chỉ một hạt lúa mà nó ra một cây lúa lên rất nhiều hạt lúa. Chúng ta tạo phước cũng vậy. Khi mình làm thì đó là mình đang gieo một cái nhân. Sau này chính cái nhân đó chúng ta hưởng được cái phước rất nhiều. Và sau đó mình tiếp tục gieo nữa thì mình sẽ còn hưởng nữa. Còn nếu hết gieo thì hết thôi. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên ở trong cuộc sống này, ngoài việc mà chúng ta dùng đồng tiền để tiêu xài cho bản thân, cho gia đình, thì mình còn phải có một khoản tiền để làm phúc, bố thí cúng dường, để tạo cái phước đó cho bản thân mình, cho ai nữa? Cho con cháu của mình. Cho con cháu của mình. Ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu vẫn dù nghênh ngang. Đó là cái phước của người cha, người mẹ, người ông, người bà để lại cho con cháu. Còn mà đời cha ăn mặn thì để con khát nước thôi. Để cha làm ác thì con cũng bị ảnh hưởng. Cho nên quý vị phải cố gắng làm sao biết sử dụng cái đồng tiền. Và đồng tiền chúng ta phải làm bằng mồ hôi nước mắt, bằng việc làm chân chính. Đừng có bóc lột, đừng có hối lộ, đừng có tham nhũng, đừng có làm những điều bất chính. Cái đồng tiền đó, xin thưa quý vị, không bền đâu. Giỏi lắm mà quý vị ăn hết đời của mình thôi, còn tới đời con, đời cháu coi chừng nó trả giùm mình đó. Bởi vì tiền hối lộ, tiền tham nhũng, đó là tiền gì? Tiền ăn cướp. Đúng không? Tiền đó là tiền ăn cướp. Tiền ăn cướp. Nhưng mà ăn cướp có gì?
Có trình độ, đúng rồi. Cô lại nói hay á, ăn cướp có trình độ. Cho nên đó là chúng ta thấy có nhiều người đi ra ngoài đường đi ăn cướp thì chỉ có vài triệu, vài chục triệu thì bị bắt rồi ở tù. Nhưng mà có người á tham nhũng cả hàng tỷ mà không bị. Như vậy rõ ràng là cái này ăn cướp có trình độ, ăn cướp có trình độ. Mà những cái đồng tiền này á, xin thưa quý vị, ở đây thầy nói là nói theo cái lời Phật dạy nghe, chứ không có ám chỉ ai. Nhưng mà để cho quý vị phải thấy rằng cái đồng tiền đó là không có chân chính. Mà Đức Phật dạy mình là phải gì? Chánh nghiệp, tức như là nghề nghiệp phải chân chính. Đừng có đi lừa đảo của người ta để mà lấy tiền. Cái đồng tiền đó không có bền, không có chắc. Ăn hết đời mình thì cũng chưa chắc đã hết đâu. Quý vị chưa biết đâu, có nhiều người rất là giàu, tới chừng bệnh một cái là bao nhiêu tiền của là tiêu hết. Khi mà hết tiền rồi lúc đó mới chết đó. Nó như vậy đó, chứ không đơn giản đâu. Cho nên đó, là mình ai sống cũng tham tiền hết á. Nhưng mà tham tiền thì chúng ta phải làm bằng công sức, bằng mồ hôi nước mắt, và làm nghề nghiệp chân chính để ra đồng tiền đó. Và chúng ta phải biết sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào đó, có lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người. Thì như vậy là chúng ta có trí, là người Phật tử chân chính. Thì hôm nay cũng là cái duyên thầy được về đây. Trước là thăm quý thầy, quý sư cô, cũng như thăm toàn thể các bác lãnh đạo ở địa phương và quý nam nữ Phật tử. Thầy cũng có đôi lời chia sẻ về cái câu chuyện ông trưởng giả giàu có nhưng mà không biết xài tiền, thì cuối cùng là sống một cuộc đời rất là kham khổ, khi chết thì cũng không đem theo được. Để cho quý vị thấy rằng là cái đồng tiền trong cuộc sống rất cần, nhưng mà coi chừng cái đồng tiền đó cũng là những cái mồi nhử để đưa chúng ta đến cái chỗ tội lỗi sa đọa, và có thể là tù tội và tử hình nữa, chứ không phải đơn giản. Như vậy mà thầy cũng mong rằng quý Phật tử ý thức được việc này, để cho cuộc sống của mình làm thế nào đó sẽ tốt đẹp ở hiện tại và tương lai, tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho cả con cháu của mình. Để kính chúc quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.